Ok, xin chào mấy anh em nha. Hôm nay quảng cáo với mấy anh em, mình mới về cái lô súng nước, súng cao áp. Mấy súng này ở Nhật về nha anh em. Súng này toàn bộ bằng hợp kim hết, bằng inox, bằng đồng, bằng thao. Súng này xài đã luôn nha anh em, xài cao áp nha. Cái này dặn dặn tia là tia lớn tia nhỏ nè. Này dặn lớn nhỏ được nè, này khóa van. Hàng này đã luôn nha anh em nó có sử dụng rồi là biết chơi mấy cái này ngon, rất là đã luôn. Siêu bền, đây bác ở đây. Đó, bác ngon lành luôn nha anh em. Anh em nào có mua thì alo nha, số điện thoại 0939699788. Cái đầu bác này toàn bằng đồng hết. Bằng đồng hết, rất là đã luôn. Ở bên đây còn mới nữa nè anh em. Rồi chưa. Rồi, sướng luôn. Bóp mở. Để coi áp nữa. Máy này xài đã lắm nha anh em. Đây. Đây. Cái này là 223. Ở 3200 PSI. 3200 PSI. Mát 30, cái này KL, cái này Made in Italy của Ý nha anh em. Made in Italy của Ý, hàng từ Nhật về. Cái này rõ hơn nè. Đó, dạ. Mát 220. 3200. 3200 PSI. Mát được 30 lít trên 1 phút. 180 độ C. Đó, anh em nào có mua alo mình nha, số điện thoại 0939699788. À, cái này được 5000 PSI nè, cái này là lớn hơn nè. 5000 PSI. Ok, anh em nào có mua alo mình nha. Mua lẻ, bán sỉ, bán chỉ, mua hết bán hết luôn nha anh em. Ok, cảm ơn mọi người.